Hi, xin chào mọi người. Bữa nay thì tiếp tục cái chương trình đi săn cá bự nha các bạn ơi. Cảnh ở Hàng Tam Đảo nè, rất là đẹp luôn. Đấy, này nước rút nhiều rồi nhá. Cảnh rất là đẹp luôn. Chiều mát á, tầm buổi sáng sớm hoặc là chiều mát sương nó bốc lên, sáng sớm thì sương bốc lên đẹp lắm. Thì nhưng mà đây nè các bạn, mình vừa gom được một cái đống như thế này. Đấy, cái này thì nó đâu có phân hủy đâu các bạn. Mình gom về mình cho người ta, như đây bán cũng được mười mấy ngàn đấy. Cuộc sống bây giờ thì đang gặp khủng hoảng kinh tế, nhiều người gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Mình may mắn cái nghề của mình nó không bị ảnh hưởng là mấy. Thì bữa nay đi săn hàng các bạn ơi, bây giờ là tầm 3 giờ kém chiều rồi. Hôm nay mình đi trễ, mình cố tình đi trễ tại vì nắng quá đi. Mình đi trễ là mình sẽ về trễ nha. Tầm bữa nay mang đầy pin theo mà. Ngồi ráng săn được cá to chút. Ra giữa cái bãi đá các bạn, nó bị bãi đá nó nhô lên các bạn thấy không? Nó nhô có tí xíu thôi. Các bạn xem video hay treo là đây là cái mỏ cá của mình, thực ra thì nó cũng dễ câu lắm bạn, câu rất là khó, không phải bữa nào đi cũng có đâu. Thôi bây giờ mình soạn đồ xuống rồi đi ha. Tầm bây giờ 3 giờ rồi, ra ngoài đấy thì neo thuyền nữa, mất thời gian ấy. Nắng thế không biết, nắng quá nắng luôn. Nguy hiểm nha các bạn ơi, không có khuyến nghị các bạn thực hiện theo với mọi hình thức. Vì đi như này thì phải quen kìa. Xong rồi các bạn ơi. Rồi, cuối cùng mình cũng neo xong. Nó mệt. Phát đang ngồi câu trong bờ, Phát đang ngồi trong đó. Mình thì chiến đấu ngoài này thôi. Rồi, ra cần thôi bạn ơi. Bữa nay thì mình quánh cái sung với lại mình thử nghiệm cái cám của mình nữa nha. Ra cái sung trước á. Cái này, ngoài này quánh nó sướng. Phê quá. Rớt cái sung mất rồi. Mất cái sung rồi, nó cái sung mình nó mềm quá. Ủa con mà, nhầm. Còn các bạn ơi. Đây là chắc trái rớt và trái khác chứ không phải cái trái của mình. Đó. Ok nhá. Rồi. Rồi, bữa nay thì mọi câu của mình có cám và sung các bạn. Sung thì khá ít, phải có vài trái thôi. Cám thì trọng giống mọi lần nha mọi người. Thì hôm bữa có cái mấy bạn khoe là làm bắt chước làm giống mình thì câu được cá bự không à. Rất là, mình cũng rất là vui. Đấy. Thì cái này chưa nha, cái này còn đang thử nghiệm. Và cái trùng hổ các bạn ơi, bữa nay thì có trùng hổ nữa, trùng hổ với trùng nhỏ nữa. Vừa nãy nhặt được con ốc. Ốc sông bé. Ốc thì vài năm trước nhiều lắm các bạn, bây giờ thì nó như muốn tuyệt chủng luôn rồi, còn hiếm lắm. Vừa thả một cần xong kìa. Bây giờ tấm lưỡi mình câu cám nha. Mình vừa thả thêm một cây trái sung nữa các bạn ơi. Bây giờ nặng cám câu. Ok. Hai cây quánh trái sung nha. Rồi bây giờ bóp cám câu các bạn ơi. Cám thì mình quánh lưỡi to như này nha. Tùy kích cỡ các bạn muốn cá, bạn muốn câu thôi. Thì mình có cái lưỡi phù hợp nha. Mình nay mình giảm cỡ lưỡi xíu. To quá thì kén cá. Chỉ cá bự nó ăn, cá nhỏ nó rỉa sạch à. Cám rất là tốt và trạng thái cám khá tốt. Rồi, hai cục như này mọi người. Ok. Cái sung vẫn chưa dấu hiệu gì đâu. Từ ba cây nha mọi người, chờ hàng. Ủa cám giật kìa bạn ơi, cái cần xanh đó. Rồi. Gì đây?
có gì không? Ui có cá sát. Ui, ủa cái lưỡi nhỏ dính cá sát không ơi. Lưỡi đó cũng dính cá sát nữa. Con đầu tiên nha mọi người, con này ăn mồi cám nha. Vậy máy quay luôn rồi. Một bé một bé. Đây các bạn ơi, cho vỏ nha. Mở hàng con cá ác. Ok, tục ngắm. Mọi người có thắc mắc tại sao cám to này mà ăn cá sát năng được không? Tại vì đấy, cái cám này nè mình thả xuống nước là nó rã từ từ ra, nó bung từ từ ra các bạn ơi. Nó tạo ra cái mùi thơm mà nó hút cá lại đó. Thì cá nó mới ăn được chứ không phải là quăng xuống nó cứ nằm trơ trơ vậy, cả tiếng sau nó cũng nằm vậy nha. Nó sẽ bung ra và nó nhỏ từ từ lại đó. Ok. Rồi bây giờ còn một cây chuột còn lớn nè, mình đánh trùng hổ săn lăng nha các bạn. Đó mình nhìn trùng nè, móc nguyên con nha, săn lăng. Rồi, cám nó rậy ăn hết mồi đấy. Cám này khá nhạy luôn, thả xuống lụm hết. Rồi ok. Ôi rồi rồi này nè. Không có giật mà. Còn cái này á, còn. Ui có. Nãy giờ chỉ có cám là lên hàng thôi đó. Con gì đây? Sát nữa không ơi. Cám này cắt không có sát rồi các bạn. Ok. Ôi. Mấy con khác chưa kịp ăn là nó ăn rồi đó. Đây, một con nữa nha mọi người. Ok. Trời, lại có nữa rồi. Ây da. Có. Sát nữa rồi, nghi lắm. Cái sát bự chưa. Rồi, bữa nay là vũ khí cám này là lụm được cái bầy này đó, bảo đảm luôn. Toàn nó thôi à. Nó ăn cái bụng cám nó nóc rồi. Cái bụng cám các bạn, con này dạng to đó nha. Con này bự nè. Phóng ngạnh đi. Dạ, rồi. Rồi. Một con nữa nha mọi người. Cho vào vỏ luôn. Được 5-6 con rồi hả? 5-6 con rồi. Quay. Có rồi. Nước nó chảy ghê các bạn, nước ở dưới lòng sông nó chảy mạnh lắm. Chì 70 mình quăng bên kia mà giờ nó qua tới bên này luôn. Rồi. Ủa, cá sát nó bự kìa. Ôi bữa nay cám này là cá sát nó quằn mình rồi. Ô, cá sát to lắm các bạn ơi. Sát bành tướng luôn. Bành ki luôn. Đây nè. Ồ, nó mập. Được cá sát. Ui, con này đâm đâu ấy. Con nào cũng được như thế này thì mình cầu cho mà đi câu được cá sát không các bạn. Thôi rồi. An toàn rồi. Ây, to
thịt nè. Rồi ngồi giật cái xác tình tàn rồi chờ mấy con kia nó lên hàng nữa là đẹp nha. Cái gọn thôi. Đấy nước chảy quá đi. Phát mớm rồi các bạn. Phát đây. Vừa xuống thả cần câu lại lên trên làm rẫy các bạn. Đấy, nhà gần sông sướng không? Chiều xuống xuống rẫy làm thì mang theo cần câu theo. Mình thì ngồi ngắm tiếp đây. Cám lại hết rồi đấy. Tí nữa có khi lại đầu tư thêm cái cần đánh cám nè. Cám này cá ăn ngon quá mà. Hết mồi rồi này. À, quánh thêm một cần sung nữa bạn á. Một cần trùng nhỏ bạn ơi. Nó sung nãy giờ không ăn. Bộ bạn dòm cái mặt nước các bạn ơi. Nó oxy nó sụt lên kìa. Có những rất nhiều cái bọc bong bóng nó trào lên các bạn. Đấy, nước như này thì mấy con cá lớn nó mê lắm. Thành đánh nãy giờ không đụng được con nào ta. Ok. Ui, nó ăn trùng kìa, nó ăn trùng các bạn ơi. Vướng cái gì vậy? À đây. Cá gì đây? Con gì đây? À, cá sát nữa không ơi, kỳ vậy? Chuyển mồi rồi mà còn dính cá sát. Rồi rối lum luôn rồi. Rồi, thêm một con nữa nha mọi người ơi. Bữa tiệc cá sát thiệt á, quá trời rồi. Ui, cái gì vậy? Lại sát nữa không á. Kỳ hòm nha. Xong bữa nay nó, ôi rồi rớt luôn. Xong hôm nay nó có vấn đề gì các bạn? Sát không à? Đó. Ê, có. Gì đây? Lại sát không? Con thứ 9 thứ 10 á. Ok. Nó móc ngay lưng các bạn ơi. Chạy kiểu gì cũng chả hiểu. Nó móc ngay đuôi, móc ngay lưng. Có sấm sét rồi. Là báo hiệu là tí nữa trời sẽ mưa đấy. Bên này cái. Ui có nữa nè các bạn ơi. Lại sát ơi. Kiểu gì các bạn ơi, con mồi gì nó cũng ăn là sao. Con nữa nha. Hai con liên tục luôn. Ui có hả? Có. Ui có. Con gì đây? Ăn trùng hổ nha mọi người ơi. Có cảm giác này. Đừng cứ kéo lên cá sát nữa. Ôi cái miệng mình thì cứ nói kiểu gì á, lại sát rồi. Con trùng hổ ơi. Sát to hẳn hoi luôn ấy. Ngon. Cái miệng mình thì đây cái sông nó kiểu gì á bạn ơi. Ít ra mình cũng phải quánh được con mè dảnh hay gì á nha. Mè dảnh không có luôn. Sát chất lượng này. Sát quá chất lượng luôn. Mè dảnh còn không có mà. Con sát nó to. Trời. Cá sát các bạn. Quá to luôn. Con này là thuộc dạng kích thước nó là bự nha mọi người. Chứ là con cá này cái kích thước trung bình nó không có. Tí nhảy mất rồi. Cái này là trưởng thành dữ lắm rồi ta. Trời. Cho giỏ nha. Có lẽ mình giọt quá bạn ơi, có đám mây hình nấm luôn rồi.
Mây rồi sấm chớp nãy giờ, thu cần nha, thu cần giọt thôi, chịu rồi, hôm nay mớm đi câu đâu phải bữa nào cũng được đâu, mớm rồi. Mưa á, trời này nó mưa lớn á. Rồi mình vô bờ rồi đấy, bữa nay mớm cá to rồi thì ông trời ông dí cho một cơn chất lượng luôn rồi. Sao mà quay trong đây nhìn không thấy tối, ngoài trời nhìn tối á, còn ở bên đây thì sáng trưng à đó các bạn ơi. Ui, thành quả bữa nay đây. Ui, làm cám của mình câu sao mà cá sát không à, hôm nay trúng ngày gì mà toàn cá sát thôi các bạn. Y như câu trong ao nuôi này, có một loại màu à, coi to nhất nè. Mớ này về mình kho nghệ ăn các bạn ơi, kho ớt với nghệ ngon lắm. Ui nó mập à. Nói chung được mớ cũng an ủi rồi, nói chung có cá về ăn là ngon là mừng rồi. Đấy, để bữa khác phục thù lại á, chiều nay thì thế thôi. Đó, thôi mình xin phép dừng video tại đây nha mọi người, bây giờ về tới nhà là tới thui luôn, còn xử lý cái này nữa mà. Thôi, mình xin phép dừng video tại đây nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi rất là nhiều, và hẹn lại mọi người video sau nha. Bye bye.